chiếc ghe đầu cánh cũng đang chạy vô chung với mình ha. Đó, nhiêu đủ ăn rồi, nhiêu đủ nước mì ăn rồi. Bên ông bạn mình xin miếng cá chả hả bạn, bên mình nạo cá chả cái anh Sương á, nạo cá chả rất là nhiều, ra ông lại cho ông xin miếng á. Sáng dính cá đâu cỡ nữa hả? Bên đó nhóc câu dính cá đâu cỡ đó bạn, đâu 2 kg vậy đó. Để tới chỗ rồi, mấy anh em đang thả trôi vậy bạn. Cũng gần tới các bạn, mà chưa biết nữa ghe thu mua đậu ở đâu nữa. Mình chạy tới cổng rồi mình vòng xem ghe thu mua ở đâu mình chạy lại á. Thì có một chiếc vỏ chạy trước mình các bạn. Này cũng đỡ đây các bạn, chung cũng trung bình chứ không nhiều không ít các bạn. Thì chút xíu nữa rồi tới ghe cân cá đó, thì mình quay tiếp cho các bạn xem ha. Thì ghe thu mua của mình đậu bằng đó các bạn, có chiếc vỏ lại căng trước hả. Thì có một chiếc bên kia mới ra nữa kìa, kiểu đó gặp bên kia á, bên kia mới căng xong hả bạn. Rồi bây giờ mình tắt máy á, mình buộc dây rồi tiếp hả bạn. Chiếc lưỡi bào ạ, dáng này gà khơi á. Thì ở trên có một anh đang ngồi trên nha các bạn. Wow, ngồi trên ngắm cảnh nhịp dò luôn dữ.
ngồi trên cái lồng đó bạn. Chiều lên đây ngồi ngắm cảnh nè. Đây lần đó có một cặp cầu đôi các bạn đang săn cáo ghe này ha. Ghe nhỏ, ghe này thường thường thì nuôi cá trong lồng bè các bạn. Có bóp cái bóng mú nữa. Thu mua cho cá ăn các bạn. Đây chiếc vỏ đó giác này xuất phát này các bạn. Đây mình cũng ăn cơm nước xong mình cũng xuất phát ha. Cào cánh nè các bạn. Chế đặt cái Hino 6 các bạn. Đẹp xấu là 5 tu à. Có chiếc cầu chiếc mới chạy ngang nha. Thì chiếc cầu đôi nữa. Nếu các bạn thấy hay đừng quên đăng ký và like để theo dõi video sắp tới mới nhất của mình nha. Chiếc này chiếc ghe ốc nha bạn. Chiếc đặt ốc hay ghe gì đây. Nó thấy có cái bên đó bạn. Thường là ghe đặt ốc với ghe là thường là có bên đó. Mới lấy neo đi các bạn. Chứ chiều này bữa nào cũng gió hết. Trời nắng chang chang luôn mà gió quá dữ.